Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Chuyện khó tin như có thật. Một ngôi chùa Phật giáo không bị cháy giữa biển lửa của miền Bắc bang tại Mỹ Quốc. Một tin tức. Gần 2 tuần qua chúng ta nghe tin tức phóng sự trên các hệ thống truyền thanh và truyền hình trên toàn quốc Hoa Kỳ về cảnh cháy rừng khủng khiếp ở vùng Bắc San Francisco bang. Theo báo cáo cách đây 4 ngày thì khoảng 250,000 km² diện tích bị cháy, tương đương với diện tích tiểu bang New York. Nhà cửa bị cháy, 43 người chết, hơn 200 người mất tích và gần 40,000 người phải di tản. Hiện nay đám cháy vẫn còn tiếp diễn nhưng ở một vài nơi cư dân di tản đã được phép trở về lại nhà của mình. 2. Kể chuyện chùa di tản. Báo USA Today kể rằng nhà sư Azihan Jyoti Palobhikkhu đang ngủ trong cái cốc nhỏ của nhà sư, nằm trong khuôn viên tu viện Abhajagri Buddhist Monastery tọa lạc tại thị trấn Zewit Valley thì chợt ngửi thấy mùi khói. Lúc đó là 2 giờ sáng thứ 2 ngày 9 tháng 10 năm 2017, và nhà sư đã để cửa sổ mở, để gió lạnh len vào. Nhà sư cũng không mở mắt ra xem, thế rồi nghe tiếng còi hú. Nhà sư kể lại, ngay khi mở cửa, là thấy cả bầu trời đỏ rực lửa, tôi mới tự nói, thôi rồi, mình có thể chết. Lúc đó mọi người trong khu phố bấm còi lên, họ có một quy định, tiếng còi cứ mỗi 30 giây là có ai đó bị thương, còi liên tục nghĩa là báo động khẩn. Bây giờ là lửa rực cháy khắp trời rồi. Nhà sư Jyoti Palo kể là tổng cộng 14 vị sư cùng với 12 vị khách thăm tu viện cùng lên 6 hay 7 chiếc xe và chạy về phía Bắc, tới thị trấn Willis. Mọi người trong thị trấn này cũng đang vội vã lên xe chạy, còi bấm liên tục để đánh thức người có thể còn ngủ quên. Nhà sư Jyoti Palo kể lại hôm thứ 6, trên bản đồ hỏa hoạn cho biết tu viện bị thiêu rụi, nhưng sư nói không biết chắc, bởi không ảnh chụp từ trên cao không thể nào chính xác, phải chờ tới khi nào về xem mới biết cụ thể. Jyoti Palo và 13 nhà sư khác là tu sĩ Phật giáo thuộc truyền thống tu thiền trong rừng từ phái Lâm Tăng Thái Lan, truyền thống The Avatha. Tu viện Abhajagri, Abhajagri Buddhist Monastery, được thành lập cách đây 20 năm. Các nhà sư bây giờ tạm cư trú ở Vạn Phật Thánh Thành, City of 10,000 Baddasar, ở thị trấn Ak Yeo từ thứ 3 ngày 10 tháng 10 năm 2017. 3. Trở về chùa. Trên đường trở về tu viện, sau khi được lệnh cho phép trở về lại tu viện sau một tuần tạm cư ở Vạn Phật Thánh Thành, các thầy L. Oanh Po Pa Ano, Azen Kau Adamo, Azen Dâu Tiếp Lo, cư sĩ Esma Ezti Sơ và Debi rời khỏi Vạn Phật Thánh Thành vào lúc 10 giờ sáng thứ 3, 17 tháng 4, năm 2017 để trở lại tu viện xem xét tình hình. Vài giờ sau đó họ trở về Vạn Phật Thánh Thành và báo cáo rằng tu viện, với một vài ngoại lệ, đã hoàn toàn nguyên vẹn. Vẫn còn nhiều nhân viên cứu hỏa trên vùng đất này vì nhiều nơi vẫn còn âm ỉ cháy. Azen Dâu Tiếp Lo kể lại một kinh nghiệm sau khi nói chuyện với một đội cứu hỏa từ New Mexico như sau. Tôi đã hỏi các anh em trong đội lính cứu hỏa từ bang New Mexico còn ở hiện trường, bởi vì xung quanh đó cháy vẫn chưa hoàn toàn được dập tắt, rằng họ chiến đấu với ngọn lửa như thế nào. Họ cho biết họ đã ở trong vùng cháy này khoảng 5 ngày rồi và nói rằng có một điều kỳ lạ nhất là tu viện đã không bị cháy. Họ nói vào một buổi chiều tối, có lẽ là ngày Timothy lúc đã buộc phải rời khỏi núi Tabor, khi ông báo cáo nhìn thấy ngọn lửa cao 200 feet trên sườn núi. Họ kể, đội cứu hỏa của họ có 200 người, được huy động đến chữa đám lửa từ trên đồi đang lan xuống nhưng khi xuống gặp con đường mòn này thì lửa dừng lại, không tiến thêm. Họ nói rằng giống như là tu viện từ chối không cho cháy và không một ai trong số họ có thể lý giải được. Họ không hiểu tại sao. Ai cũng rợn tóc gáy khi thấy lửa không vượt qua đường mòn mà trở ngược lại lên núi. Mọi người đều có vẻ như không thể tin nổi, vì họ chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều tương tự như thế này. Tôi đã hỏi một số lính cứu hỏa khác về kinh nghiệm của họ và họ đều báo cáo giống nhau về điều này. Các thầy đang thăm ngôi nhà của Mai bị cháy rụi hoàn toàn. Mai là Carpenter giúp bảo trì tu viện. Sự tàn phá không thể tưởng tượng được trên con lộ về tu viện. Nhà của Mai bị cháy rụi hoàn toàn. Không còn gì ngoài tượng Phật. Sư trưởng Azen Pa Ano cùng các thầy khác trở lại tu viện. Thầy Azen Pa Ano chép bình gas propane dùng cho tu viện. Bước chân lên thềm tu viện hãy còn nguyên vẹn. Thầy Azihan Jyoti Palo Bhikkhu vô cùng hoan hỉ với bữa ăn đạm bạc tại tu viện trong chuyến trở về xem xét.
thầy dâu Tipalo thăm từng nhân viên cứu hỏa như gửi lời cảm ơn đến họ. Vài nét về nhà sư Enzio Tipalo. Một vị tăng sĩ người dân bản xứ Cờ Do Phớt Vin sẽ bắt đầu một cuộc hành hương đi bộ 5 tháng bắt đầu vào tuần tới. Dâu Tipalo Bích Khu, sanh tại Cờ Do Phớt Vin, sẽ bắt đầu khởi hành cuộc hành chi huyền NH đi bộ vào ngày 1 tháng 3 từ New Orleans, Louisiana, và chấm dứt tại Thunder Bay, Ontario, Canada. Cùng đi trong chuyến viễn du này với tỷ khưu dâu Tipalo là Austin Stewart người Gunnison, con o ra do ông hy vọng thực tập đời sống trong đức tin, sự sinh tồn trên giảm thiểu và thể hiện sự hòa thuận trong mỗi cá nhân. Dâu Tipalo, người đã là Phật tử 12 năm và trở thành tu sĩ 5 năm, đã coi tu viện Abada Gi Buddhist Monastery tại thung lũng Zewit như là tu viện nhà của ông ta. Tu viện là chi nhánh với phái lâm tăng Thái Lan và truyền thống The Avatha. Trong truyền thống, nó bình thường cho những vị tăng và ni đi hành hương. Ông ta nói như thế. Vị tu sĩ nói rằng, đi bộ là tiếp tục một sự thực tập với tầm quan trọng trong cuộc sống dễ dàng, thiền định và tùy thuộc trên sự tử tế và sự rộng lượng của những người mong muốn trông thấy chúng tôi thành công. Dâu Tipalo, 39 tuổi, năm 1984 ông tốt nghiệp trung học Cờ Do Phớt Vin và năm 1988 ông tốt nghiệp Đại học Wabascali, là nơi ông học về hội họa và khoa cổ điển. Ông dọn tới New York làm việc như một người họa sĩ, nhưng bắt đầu làm việc lại là người bán hàng cho Nocote Interserner. Cuộc hành hương của vị tu sĩ này bắt đầu sau một lần suýt chết trong một lần tại núi Himalap Sơn tại Nepal. Trong 3 ngày ông đã bệnh rất nặng và đã trải qua không biết thân thể ông ra sao. Đó là lý do làm cho ông nhận ra rằng sự hiện hữu của thân tứ đại thật sự không quan trọng. Ông bắt đầu tập yoga và thiền định, dần dần ông ti huyền mờ hiểu thêm về đạo Phật. Ông cũng đọc về một người đàn bà đi hành hương cho hòa bi huyền NH, người từ năm 1953 tới năm 1981 đi bộ trên 25,000 miles, đã chia sẻ nội tâm và thế giới hòa bình. Nó thật sự đã thổi tôi đi thật xa, tỷ khưu dâu Tipalo nói, nó đã là một sự thức tỉnh tinh thần của cá nhân an lạc có thể ảnh hưởng tới cộng đồng và lan rộng tới thế giới hòa bi huyền NH. Tỷ khưu dâu Tipalo thì không chắc chắn cái gì sẽ xảy ra trong lộ trình 1,800 dọc theo quốc lộ 61. Mặc dù ông có một vài vật thuộc quyền sở hữu, ông sẽ mang theo 3 bộ ca sơ, một túi trong đó có một cái dù có và một tấm bạt dài rộng 10m². Ông ta không được giữ tiền, Stewart sẽ mua thực phẩm trong suốt thời gian hành trình. Họ hy vọng sẽ đi qua những con đường tại các thị trấn nhỏ dọc theo bờ sông, làm sao cho có thăng bằng trong sự tiếp xúc với công chúng và sự cô đọng trong thiền định. Hai người dự trù đi bộ khoảng 20 miles một ngày, bắt đầu từ New Orleans đi xuyên qua Memphis, Tennessee, St. Louis, Missouri, Dubuque, Iowa, Minneapolis, Minnesota, và cuối cùng tại Azov River for Zither Meter tại Thunder Bay, Ontario vào ngày 20 tháng 8 để theo dõi chuyến hành hương của tỷ khưu dâu Tipalo. Trong kinh điển có ghi lại, một đạo trang nếu người tu tập giữ giới nghiêm mình thì sẽ có thiên long bát bộ ủng hộ và bảo vệ đạo tràng. Trong đồng nghiệp vẫn có biệt nghiệp nha các bạn. Mới đây nhất tại nước Úc cũng có một vụ việc tương tự, các bạn xem video trong kênh nhé. Ha ha ha, 问什么的说